Hello, chào anh em nha. Hôm nay mình làm cái clip tự sướng một mình, test cái loa cùi bắp. Cái loa này bán rẻ anh em không thèm mua, nhưng mà mình sơ chế lại xíu, mình làm cái phân tầng lại, mình thấy nó rất là ok. Đây là cái loa Martin nè anh em, Martin 7, nó gọi là 7 chứ thực sự nó là hàng China Trung Quốc. Cái này lúc mình đánh cái men nó bị hư, nó bị chạm thành nó rớt côn rồi, đã thay côn lại rồi. Chép trời nó đây, và nghiên cứu mạch phân tầng cho nó phù hợp. Phân tầng thì mình có nói rồi, đây là mình đang câu rời cái chép ra để mình đảo cực. Rồi mình sẽ test cho anh em xem. Kênh 1 này là của nó, kênh 1 là của nó, mình mở thử tới nhà anh em xem. Kênh 1 của nó mình tắt hết, mình không có để gì hết. Đây là kênh 1 là của nó này. Đây. Rồi EQ vào nè, EQ vào đang tắt nè, EQ vào tắt luôn. Lấy nét cho anh em xem, đó đang off. Rồi bây giờ mình thoát ra quay cái EQ của cái 1, EQ của cái 1 đầu đây. Đây, cộng 1 cũng đang off luôn. EQ này nè, nó có chỉnh nè, có chỉnh nè, nhưng mà chỉnh là can thiệp trên cái hệ thống mình đi ISO thôi. Còn cái này là off nè, trên bàn mixer nè, EQ tổng nè, đang off. EQ live nhạc nè, nó đây, đang on, cho nó off luôn. Rồi ở lại nhạc đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em nghe cái đáp tuyến của con này bằng cách là mở phần mềm Smart lên, mắt lại RTA lên cho anh em xem. Mình tự sướng một mình thôi. Thì lâu lâu cũng quay lại làm kỹ sư với anh em xíu cho nó vui, tương tác. Hôm nay thì có sao chơi vậy. Bây giờ mình mới thử cái phát bên nồi. À, nó đang sai delay. Rồi, đó. Các anh chị xem tất cả EQ đáp tuyến của con loa Martin này chưa có chỉnh một cái gì hết. Tất cả này, hệ thống này mình đã tắt hết rồi, không để một cái gì hết. Mở lại cho anh em xem và cái đường pha của nó đó. Hay là pha hay là quay nữa. Rồi thực tế luôn, không cần chỉnh một cái gì hết. Đây là cái đáp tuyến thực của con loa này và cái đường pha đây, đường phây đây. Có nghĩa trong một chu kỳ từ 80 Hz, không? Từ 80 Hz đây cho tới full luôn, trong một chu kỳ, trong cùng một chu kỳ không bị không có bị lệch một chu kỳ nào hết. Các anh chị thấy ghê chưa? Ghê chưa? Vui thôi nha, cái này không có ảo tung chảo gì, bắt đầu từ đây nó mới lệch một chu kỳ. Từ cái 80 độ xuống. Đây. 80 cho tới 26 Hz là lệch đúng một chu kỳ. Trễ một chu kỳ, 26 Hz so với 80 Hz trễ một chu kỳ. Còn cái khoảng
từ 2 kg, từ từ 1 kg mấy đây, từ 2 kg nè cho tới 6 kg trong khoảng này thì nó ra sâu, nó ra sâu. Và cái khoảng từ 1 kg cho tới dưới 2 kg nó ra trước thì âm thanh nó sẽ chi tiết hơn, cái tiếng ca nó rõ lời hơn. Và phần chép, phần chép nó đi qua cái chỗ mà từ 2 kg cho tới 4 kg nè, nó đi sâu nên thành nó làm cho chúng ta nghe dịu hơn. Và từ cái khoảng dưới 8 kg cho tới 15 kg, 16 kg nó lại ra trước một xíu nữa thì chúng ta lại nghe cái loa này nó rất là mượt êm. Lâu lâu nổ một chút nó dốc một xíu, chưa cân chỉnh gì hết, chỉ là lắp ghép phân tầng nhà rác độ chế cho vui thôi. Loa này để các anh chị chê không mua đâu, có mấy con dinh mình tháo rồi mình làm lại hết mà. Đây nè, làm lại phân tầng để cân lại hết thì mấy con dinh này á chưa chắc chị mua nó. Loa này các anh chị chê, nhưng thực sự ra là nếu mà để nghiên cứu nó thì hiệu quả đó đó. Dùng smart light thì học hàng ngày thôi, đâu ai tài giỏi đâu. Các anh chị đo loa, các anh chị anh thấy nhiều lúc là chỗ đây nó xuống đây, cái nó mất dưới này, nó lên trên này là nó, mà cái đường pha, cái đường đáp tuyến như này thì nó vẫn ok, vẫn lên xuống như này, đó là đường thể hiện đáp tầng thôi, bắt chép gọi là equalizer thôi. Còn cái đường này là cái đường pha sớm pha trễ, thằng nào bên trên này á cao hơn cái đường không này á, thì nó đi sớm hơn nè, do mình đang đưa xuống nè. Đó, đây đó, ví dụ như này thì ngang đây nè, bên đây nè, thằng nào đây sẽ đi trước, tần số những cái tần số thấp nè 70-80 Hz nó đi trước. Ngang đây, trong từ đây tới đây nó ra, ví dụ như làm tròn nó ra một lượt, ngang từ chỗ 1 kg cho tới 2 kg này nó đi trước một xíu, từ đổ dốc 2 kg xuống tới 4 kg nó đi sâu để nó tạo cảm giác nghe dễ chịu hơn, không bị chói. Và từ 8 kg cho tới 14 kg này nó đi trước cái 2 kg 4 kg một xíu, nó tạo độ mịn. Đó là cái đường pha của cái loa mạc tinh của bắp này. Rồi mình hôm nay mình thân gửi đến anh em xíu, mình ngồi mình tự quay video ba la má la xíu thôi nha. Cảm ơn các anh em, các bạn đã xem video nha. Mình khỏi cần biên tập luôn, líu lưỡi chút cho mày vui nha. Bye bye, hạ video đây.